Vào sáng ngày hôm nay tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội nghị phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên Trần Lưu Quang nhấn mạnh, trong những năm qua, quán triệt thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, với sự vào cuộc của các bộ, ngành, các tỉnh Tây Nguyên, sự tham gia tích cực của nhân dân, kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên có bước phát triển tích cực. Giá trị văn hóa các dân tộc được bảo tồn, kế thừa và phát huy thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân được củng cố, an ninh trật tự được bảo đảm. Tuy nhiên, phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế của vùng. Để phát triển bền vững Tây Nguyên, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, củng cố vững chắc an ninh quốc phòng theo đúng mục tiêu, yêu cầu nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ban hành đề án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ an ninh quốc phòng địa bàn Tây Nguyên. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm rất đặc biệt về mọi mặt đối với địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương thống nhất, đồng lòng, hành động quyết liệt, thực hiện cho được các quan điểm chỉ đạo, tập trung mọi biện pháp, nguồn lực, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp mới, đột phá để thực hiện các mục tiêu cụ thể trong đề án. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên các tỉnh Tây Nguyên huy động sức mạnh tổng lực thực hiện đề án, tận dụng các lợi thế để biến thành cơ hội phát triển, tự lực tự cường vươn lên. Cấp ủy, chính quyền các tỉnh phụ cận phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Tây Nguyên trong triển khai đề án của chính phủ, tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch, hệ thống hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả điều kiện tự nhiên, nguồn nhân lực, sinh thái sẵn có độc đáo của Tây Nguyên. Chiều nay tại Hà Nội, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị nhằm triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện, tổ chức hội nghị những người đứng đầu cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự các nước ASEAN lần thứ 27, gọi tắt là DGICM27 năm 2024. Hội nghị đã công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về việc thành lập ban tổ chức hội nghị DGICM27. Theo đó, Thứ trưởng Lương Tam Quang làm trưởng ban tổ chức, quyết định thành lập các tiểu ban giúp việc phục vụ hội nghị. Hội nghị DGICM 27 là cơ chế họp thường niên và luân phiên của Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, các nước trong khu vực ASEAN từ năm 1996. Hội nghị là diễn đàn để các nước thành viên ASEAN trao đổi tình hình, những vấn đề cùng quan tâm và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự, đưa ra các sáng kiến, biện pháp và cơ chế để tăng cường hợp tác xuất nhập cảnh trong khối, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của công dân và đấu tranh phòng chống xuất nhập cảnh trái phép. Việt Nam đã hai lần đăng cai tổ chức hội nghị DGICM, được tổ chức vào năm 2003 và năm 2013. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị DGICM 27 thông qua hội nghị để đề cao vai trò tích cực của nước chủ nhà, thể hiện những nỗ lực của Việt Nam trong xây dựng một ASEAN thống nhất, đoàn kết, phát triển bền chặt và toàn diện trong công tác quản lý xuất nhập cảnh và lãnh sự, đồng thời góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước Việt Nam và thu hút khách du lịch. Thứ trưởng yêu cầu ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc cần khẩn trương chuẩn bị nội dung, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công trách nhiệm rõ ràng đối với từng đơn vị, bảo đảm hội nghị được tổ chức, đáp ứng các yêu cầu về đối ngoại theo chủ trương hợp tác ASEAN của Đảng và Nhà nước, thể hiện tinh thần trọng thị, hiếu khách, văn minh, lịch sự, chu đáo, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho các đoàn đại biểu về dự hội nghị. Theo dự kiến, hội nghị DGICM 27 được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8 năm 2024 với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu khách quốc tế và trong nước. Chiều nay tại Hà Nội, Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Thổ Nhĩ Kỳ Việt Nam Reha Dynamics. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chào mừng ngài Reha Dynamics và các đại diện Thổ Nhĩ Kỳ sang thăm và làm việc tại Việt Nam trong bối cảnh hai nước vừa kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian qua, Bộ Công an Việt Nam đã làm việc với một số công ty Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tìm hiểu các sản phẩm phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự xã hội. Với sự phát triển mạnh mẽ của Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực này, Bộ Công an Việt Nam mong muốn ngài Reha Dynamics tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giới thiệu Bộ Công an Việt Nam các doanh nghiệp hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực công nghiệp an ninh, quốc phòng
phòng và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, sản xuất các vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Việt Nam. Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đã dành thời gian tiếp. Ông Reha Denamek cho biết, quan hệ song phương Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam, đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đã đạt được những thành tựu lớn. Nhiều tập đoàn, công ty lớn của Thổ Nhĩ Kỳ đã và đang đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chúc mối quan hệ giữa hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam nói chung, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp. Thưa quý vị, việc triển khai thực hiện nghị quyết số 12 NQTVK ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đã cho thấy sự cố gắng, quyết tâm, linh hoạt của lực lượng công an các đơn vị địa phương. Và một trong số đó là việc thực hiện nghị quyết trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật hình sự ở các địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn. Câu chuyện ở tỉnh Quảng Ninh sẽ làm rõ hơn nội dung này với phần trình bày của biên tập viên Thu Hương. Tỉnh Quảng Ninh xác định hiện đại hóa là yêu cầu tất yếu đặt ra cho lực lượng kỹ thuật hình sự theo xu thế phát triển của xã hội và nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số 12. Đây cũng là một trong những lực lượng được định hướng tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025 theo chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương. Hiện nay, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, thì hoạt động tội phạm công nghệ cao ngày càng diễn ra tinh vi, khó lường. Trong khi đó, biên chế của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh còn ít. Một giám định viên đang phải đảm nhiệm nhiều hơn một phần việc. Số lượng yêu cầu giám định trong một vụ việc ngày càng nhiều. Thời gian gấp để kịp phục vụ điều tra. Ngoài giám định, lực lượng này còn phải thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, kỹ thuật phòng chống tội phạm. Khối lượng, áp lực công việc là rất lớn. Thực tế này đòi hỏi quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, linh hoạt và sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Đại úy Bùi Thế Cường là cán bộ phụ trách kỹ thuật hình sự duy nhất ở Công an huyện Hải Hà. Vốn là điều tra viên của đội, nhưng do thiếu cán bộ làm công tác kỹ thuật hình sự ở địa bàn miền núi hải đảo này, mà anh đã chuyển hẳn sang làm công tác giám định. Gắn bó với công việc này hơn 5 năm qua, với anh, đây là yếu tố rất quan trọng trong quá trình điều tra, nên không ngừng nâng cao khả năng chuyên môn để có thể đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác. Thì chúng tôi cũng thường xuyên là cũng học hỏi những cái đồng chí mà đi trước. Cũng nếu mà có vấn đề gì mà khó khăn trong công tác khám nghiệm hiện trường, chẳng hạn như là thu lượm các cái dấu vết đường vân hay là dấu vết là sinh học, thì chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi các đồng chí ở cấp phòng và sẽ hướng dẫn trực tiếp, sẽ hướng dẫn để làm sao mà thu mẫu cho nó đúng, đảm bảo yếu tố khách quan. Đặc biệt là những cái huyện xa xôi vùng biên giới ở ngoài này thì các cái trang thiết bị thì cũng được cung cấp, nhưng mà đôi khi thì cán bộ thì cũng là không phải là chuyên về cái lĩnh vực này, đa số là cán bộ điều tra là kiêm nhiệm cái mảng này. Cũng cần phải cử cán bộ đi tập huấn bồi dưỡng thêm để sử dụng những cái trang thiết bị mới mà do Bộ Công an cấp. Từ thực tế này tại công an các đơn vị địa phương trong tỉnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết 12, Công an tỉnh Quảng Ninh đã quyết tâm hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự về nhiều mặt, đặc biệt là về trang thiết bị và trình độ của cán bộ. Đề xuất ấy, nó phải trúng và đúng, không phải lãng phí và lưỡng dụng. Mua một cái phương tiện này phải nhiều lĩnh vực dùng được, chứ không phải rồi tràn lan lãng phí ra. Cái thứ hai nữa là cái quản lý tài sản là phải chặt chẽ. Theo lộ trình đến 2030 thì sẽ đầu tư cho phương tiện thiết bị máy móc và cũng như là cái duy trì cái hoạt động bình thường thì cũng phải lên đến 258 tỷ. Thế còn ngay trước mắt thì tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư ngay ưu tiên cho hai lĩnh vực giám định mới hơn 10 tỷ, ủy ban tỉnh hỗ trợ là giám định âm thanh và giám định cháy nổ. Đấy, thì còn những năm tiếp theo thì theo lộ trình thì chúng tôi đến đâu chúng tôi lại đề xuất đến đó. Đấy, thì với phương châm là người trước súng sau, người phải được đào tạo phải đủ khả năng, đủ năng lực, đủ quy định tiêu chuẩn quy định để mà làm, để sử dụng, chứ không phải mua trong để đấy xong bắt đầu đi đào tạo thì nó sẽ lãng phí. Trong năm 2022 và 2023, một bước đi được coi là táo bạo của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh
khi triển khai thêm các lĩnh vực giám định mới là giám định mô bệnh học, giám định cháy nổ và 5 chuyên ngành hẹp của hóa pháp lý, trong bối cảnh còn thiếu về số lượng giám định viên cũng như cán bộ chuyên môn cao. Tuy nhiên, với quyết tâm mạnh mẽ, việc triển khai giám định kỹ thuật số điện tử đã mang lại kết quả tích cực, giúp lực lượng điều tra rút ngắn thời gian trưng cầu giám định, nhanh chóng củng cố chứng cứ, chứng minh tội phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Phải nói là lực lượng khoa học hình sự đóng góp một cái vai trò rất lớn trong cái quá trình phá án của chúng tôi. Có những cái vụ án, vụ việc mà nhờ khoa học kỹ thuật hình sự mà để chúng tôi là những cái manh mối, có những vụ đấy là những manh mối duy nhất và cái chứng cứ duy nhất để chứng minh tội phạm, để giúp chúng tôi giải quyết những vụ án được nhanh chóng và chính xác hơn. Từ khi thực hiện lĩnh vực giám định mới đến nay, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hơn 120 vụ với gần 2.000 yêu cầu giám định khí N2O, giám định dấu vết sơn, nhựa, cao su và giám định độc chất, giám định hơn 70 vụ với gần 3.000 yêu cầu giám định kỹ thuật số và điện tử. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng kỹ thuật hình sự Quảng Ninh đã gần như hoàn thành tất cả các phần việc theo phân cấp của Bộ và chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh theo tinh thần nghị quyết số 12. Được Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đánh giá là chủ động, tổ chức được nhiều công trình phần việc, đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự, hoàn thành lộ trình này sớm hơn so với công an các tỉnh thành trong cả nước. Điều này cho thấy sự quyết tâm, tính chủ động của cấp ủy Đảng khi chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết. Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, việc tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng được xác định là yếu tố quan trọng nhất. Ở tổ chức đảng của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, cấp ủy lãnh đạo đơn vị luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu, dám đương đầu với khó khăn. Nhiều phần việc trong công tác phải quyết định sớm, cấp ủy lãnh đạo đơn vị họp bàn ngay để đưa ra giải pháp thực hiện. Những đợt cao điểm, lãnh đạo đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ cùng cán bộ chiến sĩ. Phải thực hiện đúng nguyên tắc xây dựng đảng, tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình mang tính xây dựng và tham gia góp ý chân thành và phải có ý chí tiến thủ. Khó ở đâu thì hỏi đấy. Chúng ta phải cầu thị. Thì tôi nghĩ rằng là cái công tác chính trị tư tưởng là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Thay đổi được cái tư tưởng, nhận thức và mọi người vui vẻ nhận diện và đồng hành, và mọi người đều phải cố gắng, mà để thực hiện cố gắng được phải gương mẫu từ cấp ủy lãnh đạo, và người đứng đầu phải gương mẫu, phải đi trước, phải làm cho anh em nó học tập, nó lo theo. Cái mà thổi vào cái tư tưởng cho anh em là cái danh dự, cái hai là cái cơ hội, cái thứ ba là phải có ý thức tự lực tự cường, tự phải khẳng định mình, tự phải hiện đại mình trước, thì phương tiện thiết bị và những người xung quanh hỗ trợ mình. Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, đột xuất, mở rộng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý, họp giao ban, đơn vị thường tổ chức cho cán bộ chiến sĩ nghiên cứu, học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, phân tích đánh giá tình hình an ninh trật tự, khó khăn, thách thức đặt ra cho công tác của lực lượng kỹ thuật hình sự để chủ động. Ngoài ra, đơn vị tăng cường nắm bắt tư tưởng đảng viên, các tổ chức đảng đánh giá kết quả công tác của từng cán bộ đảng viên để giao nhiệm vụ cho phù hợp với năng lực sở trường, đồng thời cũng vào cuộc cùng cán bộ đảng viên trẻ giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp. Bản thân như chúng tôi là chiến sĩ trẻ thì ngoài sự nỗ lực không ngừng của bản thân thì phải thực ra thì còn phải nắm bắt và để theo kịp với xu hướng thời đại. Vì thế là trong quá trình thực hiện thì chúng tôi sẽ không quản ngày đêm vất vả để nghiên cứu tài liệu và tự mày mò về để đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác. Với quyết tâm của bản thân như chiến sĩ trẻ chúng tôi thì ta sẽ phải là như một giải bài toán, phải làm sao phải tìm ra đáp số. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình là phải luôn luôn học hỏi, luôn luôn tìm tòi, luôn luôn trau dồi kiến thức về chuyên môn cũng như kiến thức về xã hội của mình ấy, để thì mình không đi sau đối tượng, không đi sau tội phạm. Thứ hai là với những cái phương tiện đã được trang bị hiện tại tại đơn vị thì chúng tôi cũng tìm tòi và cũng phải khai thác hết các tính năng tác dụng của phương tiện để làm sao mà các cái tính năng tác dụng của phương tiện đấy phát huy hết cái khả năng và cái chức năng của phương tiện phục vụ tốt nhất cho công tác giám định hiện tại. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, lực lượng kỹ thuật hình sự ở Công an tỉnh Quảng Ninh đã cơ bản hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, phần việc
theo đúng lộ trình hiện đại hóa đã phê duyệt. Lực lượng kỹ thuật hình sự ở cấp huyện cũng không ngừng được tăng cường. Kết quả này đã góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện Nghị quyết 12 và góp phần vào lộ trình của Bộ Công an trong việc hiện đại hóa lực lượng kỹ thuật hình sự trên toàn quốc. Ngày hôm nay, Bộ Ngoại giao đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao dưới sự chủ trì của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Người phát ngôn đã khẳng định bãi ngầm Tư Chính thuộc chủ quyền của Việt Nam. Liên quan tới việc Trung Quốc đưa tàu hải cảnh hoạt động trong bãi ngầm Tư Chính, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định. Lập trường của Việt Nam đối với bãi ngầm Tư Chính là nhất quán và đã được khẳng định nhiều lần. Theo đó thì bãi ngầm Tư Chính là một phần của thềm lục địa Việt Nam và được xác lập hoàn toàn phù hợp với Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Việt Nam đang và sẽ kiên trì bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng trên biển của mình bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo Đảng và nhà nước ta trong thời gian tới. Vào ngày hôm nay, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản và cứu được tất cả người dân sinh sống trong ngôi nhà bị cháy. Trước đó, khoảng 2 giờ 51 phút ngày 24 tháng 2, sau khi nhận được thông tin báo cháy tại số nhà 357 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hai Bà Trưng nhanh chóng huy động lực lượng phương tiện, phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàn Kiếm, các lực lượng chữa cháy tại chỗ và nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, dập tắt hoàn toàn đám cháy và cứu sống 4 người dân. Đây là thành tích xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao độ, sự sắc bén về nghiệp vụ và tính chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Phản ánh sự hiệp đồng tác chiến chặt chẽ giữa các đơn vị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở cơ sở. Qua đó tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sự mưu trí dũng cảm của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói riêng. Từ sự hiệp đồng chặt chẽ và huy động tối đa lực lượng phương tiện chữa cháy tại chỗ đã ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản và cứu được tất cả người dân sinh sống trong ngôi nhà bị cháy. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, khen ngợi cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Hai Bà Trưng và Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Thứ trưởng Nguyễn Văn Long mong muốn các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Chiến, thường trú tại quận 7 về hành vi trộm cắp tài sản. Vào tối ngày 21 tháng 1, Chiến vào cửa hàng trang sức trong trung tâm thương mại trên đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Lợi dụng lúc nữ nhân viên ra khỏi phòng, Chiến đã lấy trộm 3 vòng trị giá khoảng 2,6 tỷ đồng. Đến tối ngày 24 tháng 1, Chiến tiếp tục vào cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại trên, lấy trộm 2 bóp cầm tay, 1 ví đựng thẻ rồi cho vào túi sách, tổng giá trị tài sản khoảng 450 triệu đồng. Từ tin báo của các bị hại, Công an quận 1 đã khẩn trương vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh camera tại các khu vực mua sắm ở hai cửa hàng trên để truy xét kẻ gian. Đến ngày 26 tháng 1, các trinh sát đã đưa Chiến về trụ sở để làm rõ. Tại cơ quan công an, Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội và giao nộp toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.